Illuvium, dự án GameFi top 1 trên hệ sinh thái của Immutabix, vừa huy động thành công số tiền lên tới 12 triệu USD và là một trong 5 dự án GameFi huy động được nhiều vốn nhất trong tháng 3 của năm 2024, đã chính thức cho ra mắt phiên bản beta test 4 của mình. Và trong phiên bản beta test này, dự án cũng đã có thông báo rằng sẽ dành ra 250.000 USD token ILV để airdrop cho cộng đồng. Và trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký để tham gia trước phiên bản beta test 4 của dự án Illuvium, để các bạn có thể tham gia vào sự kiện airdrop siêu khủng này của dự án. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bemeng Gaming. Và vừa rồi chúng ta vừa được xem qua một đoạn intro về phiên bản beta test 4 của Illuvium. Và như các bạn cũng đã thấy thì sự kiện beta test 4 của dự án sẽ được diễn ra vào ngày 30 tháng 4 tới. Nên ngay từ bây giờ chúng ta sẽ tranh thủ đăng ký trước để có thể test game vào ngày 30 tháng 4 tới và tham gia vào những cái sự kiện airdrop siêu khủng của dự án. Trước khi vào đăng ký để tham gia vào beta test 4 của Illuvium thì mình sẽ nói sơ qua cho các bạn hiểu về hình thức airdrop của dự án trong cái chiến dịch lần này. Đây sẽ chính là thông tin về cái phiên bản beta test 4 của Illuvium. Thì phần thông tin này mình cũng sẽ để dưới phần mô tả của video để cho các bạn dễ dàng đọc và tìm hiểu sâu hơn về sự kiện này. Và như các bạn cũng đã thấy đây thì dự án sẽ dành ra 250.000 token ILV của dự án để airdrop cho cộng đồng. Số tiền này sẽ được chia ra thành hai đợt airdrop. 50.000 USD token ILV sẽ được airdrop cho những người tham gia từ cái vòng beta test 3 trước, và 200.000 token ILV sẽ được sử dụng cho sự kiện airdrop 4 lần này. Và như các bạn cũng đã thấy ở thông báo đây thì tổng số phần thưởng cho sự kiện lần này lên tới con số là 25 triệu USD, một con số rất là khổng lồ đúng không nào anh em. Ok, bây giờ mình sẽ nói chi tiết hơn về những cái phần mà để các bạn có thể nhận được airdrop của dự án. Sẽ có hai hình thức chính để các bạn có thể tham gia vào airdrop của Illuvium phiên bản beta test 4 này. Hình thức đầu tiên là các bạn sẽ mua token ILV của dự án và đem đi staking trên những nền tảng mà dự án có đề ra ở đây như Sushi, hay như là các bạn sẽ sở hữu những NFT Zero Land của Illuvium cũng sẽ nhận được airdrop của dự án, hoặc là tham gia vào việc trading trên Illuvidex. Volume càng cao thì số lượng airdrop các bạn nhận về sẽ càng nhiều. Hình thức này có nghĩa là các bạn sẽ tham gia vào giao dịch mua bán trên sàn giao dịch của dự án. Khối lượng giao dịch của các bạn càng nhiều thì số lượng airdrop của các bạn nhận lại sẽ càng nhiều. Đó là hình thức đầu tiên để các bạn có thể tham gia vào sự kiện airdrop của Illuvium. Ưu điểm của hình thức này là chắc chắn 100% các bạn sẽ nhận được airdrop của dự án. Tuy nhiên nhược điểm cũng sẽ rất lớn, vì các bạn sẽ cần phải bỏ một số vốn nhất định ra để có thể mua token của dự án này và đem đi staking này. Nên mình sẽ không ưu tiên cách này dành cho các bạn, đặc biệt là đối với những bạn mới và những bạn ít vốn. Hình thức thứ hai để các bạn có thể kiếm được airdrop của dự án đó chính là tham gia và chơi game trải nghiệm phiên bản beta test 4 của Illuvium. Đối với hình thức này, bạn sẽ cần bỏ thời gian và bỏ công sức ra để chơi game, cạnh tranh với các game thủ khác để leo top trên bảng xếp hạng. Số airdrop các bạn nhận được sẽ tương ứng với thứ hạng của các bạn ở trên bảng xếp hạng. Ưu điểm của hình thức này là tham gia miễn phí, các bạn chỉ cần bỏ thời gian ra để chơi game, leo rank, rất phù hợp với những người chơi mới, đặc biệt là đối với những bạn ít vốn hoặc không có vốn. Còn nhược điểm của hình thức này là tính cạnh tranh cao, vì Illuvium là tựa game top 1 trên Immutabix và cũng là một trong những tựa game hàng đầu thị trường GameFi, nên số lượng người tham gia sẽ rất là đông. Tuy nhiên, đây cũng không phải là vấn đề quá lớn khi mà Illuvium được đánh giá là một tựa game hay nhất ở trong không gian blockchain, cả về mặt đồ họa lẫn cơ chế gameplay của dự án. Nên đây cũng sẽ là cơ hội để các bạn có thể tham gia trải nghiệm chơi game trước, cũng như là tìm hiểu về dự án trước khi mà dự án này ra mắt phiên bản chính thức trong thời gian tới. Và để tham gia vào sự kiện beta test 4 của Illuvium, bước đầu tiên, các bạn sẽ giúp mình truy cập vào đường link để tham gia vào sự kiện airdrop này của dự án. Thì đường link mình cũng sẽ để dưới phần mô tả của video này để cho các bạn dễ dàng theo dõi và làm theo. Bước 2, các bạn sẽ bấm vào phần pre-register đây để đăng ký tham gia. Tiếp tục, các bạn sẽ click vào phần Collect with Passport để kết nối. Sau đấy, các bạn sẽ kết nối với tài khoản Google hoặc là tài khoản iCloud của các bạn. Thì ở đây, mình sẽ sử dụng tài khoản Google để kết nối với cả website của dự án. Sau đó, các bạn sẽ tiếp tục ấn vào Yes. Tiếp theo, các bạn sẽ cần phải xác minh rằng mình không phải robot bằng cách là xác minh cái gacha ở đây. Ok, và nếu như bạn nhận được cái thông báo này thì có nghĩa là bạn đã đăng ký thành công để có thể tham gia vào sự kiện trải nghiệm phiên bản beta test 4 sớm của Illuvium. Sau đấy các bạn sẽ tiếp tục ấn vào name cho Ranger của mình và đặt cho mình một cái tên thật hay để ngày 30 tháng 4 tới các bạn sẽ tham gia vào trải nghiệm game sớm. Và đó chính là cái bước đầu tiên để các bạn có thể đăng ký tham gia vào trải nghiệm game sớm. Và sau khi hoàn thành xong bước 1 thì các bạn có thể follow dự án để nhận được những thông báo mới nhất của dự án để có thể hoàn thành tiếp bước 2 và bước 3 của dự án khi mà dự án sẽ ra mắt trong vài ngày tới. Hoặc là các bạn có thể follow Bemeng Gaming chúng mình. Mỗi khi mà dự án có những cái update hay là cập nhật mới thì Bemeng Gaming cũng sẽ update lên cho cộng đồng.
Illuvium thì đã trải qua tới 3 phiên bản beta test và phiên bản beta test sắp tới sẽ là phiên bản beta test thứ tư của dự án. Ở mỗi phiên bản beta test thì dự án sẽ đều lắng nghe những cái ý kiến đóng góp của cộng đồng và qua đó sẽ có những cải thiện update ở trong những cái phiên bản beta test tiếp theo. Qua đó chứng tỏ một điều rằng dự án cũng rất biết cách để lắng nghe những cái đóng góp ý kiến từ phía cộng đồng người hâm mộ để có những update và có những cái điều chỉnh phù hợp trước khi cho ra mắt phiên bản chính thức trong năm nay. Các bạn đừng quên rằng sự kiện Aerox khủng lên tới 25 triệu USD lần này sẽ được diễn ra vào ngày 30 tháng 4 tới và số lượng người đăng ký tham gia beta test cũng sẽ có giới hạn. Nên các bạn hãy tranh thủ đăng ký ngay từ bây giờ để có tên trong danh sách tham gia và đăng ký trải nghiệm game sớm của dự án. Và video của mình cũng xin phép tạm dừng tại đây. Nếu như những thông tin mình cung cấp trong video là hữu ích đối với các bạn thì đừng quên để lại cho Bemeng Gaming xin một like và một comment cũng như là một đóng góp xuống phía dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.